Tin mừng theo Thánh Matthew. Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Lắng nghe tiếng Chúa. Ngay từ nhỏ, Inhacio đã quen với nghiệp binh đao, ham thích hư danh thế tục, bị trọng thương trong một trận chiến. Inhacio phải nằm viện vài ngày. Để giải khuây, Inhacio đọc được cuốn sách Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Những kinh nghiệm cao sâu về Thiên Chúa trong cuốn sách đã làm cho Inhacio quyết thay đổi cuộc đời, trở thành đấng sáng lập dòng tên. Một dòng lớn mạnh với nhiều đóng góp cho giáo hội. Lắng nghe là hoạt động thường diễn ra trong cuộc sống, giúp chúng ta nhận biết những thông điệp cần thiết. Dầu vậy, để nghe có hiệu quả, xem ra không đơn giản chút nào. Đặc biệt là lắng nghe tiếng Chúa để trổ sinh hoa trái cho cuộc đời. Để có thể học biết Thiên Chúa qua kinh nghiệm của người khác, chúng ta cần sự khiêm nhường, biết lắng nghe, vì chân lý mặc khải thường không tỏ lộ cho những ai kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng, là thước đo chân lý. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa qua lời dạy bảo của anh chị em. Amen.